Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Quả thật, giây phút được đến với Cha Thiên Thượng là giây phút vô cùng tuyệt vời. Không phải là một nghi lễ ràng buộc chúng ta. Không phải là người con của Chúa là tín đồ tin lành thì chúng ta buộc phải đến nhà thờ vào buổi sáng Chủ Nhật. Nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa chờ đợi chúng ta đến với Ngài để Ngài được gặp chúng ta. Dĩ nhiên là ở nhà Chúa cũng nhìn biết chúng ta, bởi vì Chúa có ở khắp mọi nơi. Nhưng mà thì giờ đến cùng với nhau là thì giờ biệt riêng tấm lòng, tâm trí, thân thể để Chúa có thể nói với chúng ta, Chúa có thể an ủi, vỗ về, dạy dỗ, nhắn nhủ với chúng ta nhiều điều. Chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình và chúng ta sẽ đọc lời của Chúa chung với nhau. Ai đã từng quen thuộc với câu chuyện này ở trong Matthew đoạn thứ 13? Chúng ta có nhớ là cách đây mấy tuần chúng ta đã học một phần ở trong câu chuyện này, phải không? Nhưng mà thật ra là đọc đi đọc lại, tôi thấy rất là được phước và có nhiều điều cần học từ nơi đó. Vì vậy mà hôm nay một lần nữa chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nhìn lên màn hình và cùng đọc chung với nhau. Đức Chúa Giêsu phán với họ một ẩn dụ khác: Vương quốc thiên đàng ví như một người gieo giống tốt trong đồng ruộng mình. Nhưng lúc mọi người đang ngủ thì kẻ thù của người ấy đến, gieo cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Các đầy tớ của chủ nhà đến trình rằng: Thưa chủ, chẳng phải chủ đã gieo giống tốt trong đồng ruộng của chủ sao? Vậy cỏ lùng do đâu mà có? Chủ đáp: Một kẻ thù đã làm điều ấy. Các đầy tớ thưa rằng: Vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Chủ đáp: Không nên. E khi nhổ cỏ lùng, các ngươi nhổ lầm cả lúa chăng? Cứ để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Khi vào vụ gặt, ta sẽ dặn thợ gặt thu gom cỏ lùng trước, bó lại từng bó rồi đốt đi, còn lúa thì thu trữ vào kho của ta. Sau khi cho dân chúng về, Đức Chúa Giêsu vào nhà, các môn đồ đến thưa với Ngài: Xin Thầy giải thích ẩn dụ về cỏ lùng trong đồng ruộng cho chúng con. Ngài đáp: Người gieo giống tốt là con người, đồng ruộng là thế gian, giống tốt là con cái của vương quốc thiên đàng, cỏ lùng là con cái quỷ dữ, kẻ thù gieo cỏ là ma quỷ, mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Còn như cỏ lùng bị gom lại và đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng như vậy. Con người sẽ sai thiên sứ Ngài nhặt mọi kẻ gây vấp phạm và mọi kẻ làm ác khỏi vương quốc Ngài, rồi ném chúng vào lò lửa, nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Khi ấy, những người công chính sẽ tỏa sáng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai, hãy lắng nghe. Mấy tuần trước thì chúng ta đã học cái câu chuyện này với một đề tài, đó là Chúa vẫn đang trị vì. Chúng ta biết là lời của Chúa có thể được ví như là một viên kim cương. Một viên kim cương thì có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Và mỗi một khía cạnh chiếu sáng lấp lánh, ánh sáng rất là kỳ diệu. Và cũng vậy, khi Chúa Giêsu dùng một câu chuyện ẩn dụ để bày tỏ chân lý của Ngài, thì trong câu chuyện đó, Chúa muốn nhắn nhủ với môn đồ và chúng ta ngày hôm nay nhiều khía cạnh khác nhau.
Lần trước chúng ta đọc câu chuyện này và chúng ta hiểu được vì sao có tội ác, vì sao có điều xấu hiện diện trong thế giới này. Không phải là Chúa làm nên thế giới, rồi Chúa lại cho tội lỗi đến. Nhưng mà trong câu chuyện này nói rất rõ, trong khi mọi người ngủ thì kẻ thù đến, gieo cỏ lùng vào trong ruộng rồi đi. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy trong thế giới có điều tốt, điều xấu lẫn lộn và không thể phân biệt được. Trong cá nhân của tôi, của một người trong chúng ta, có nhiều khi chúng ta thấy những cái mặt rất xấu trong đời sống của mình mà mình không muốn ai biết hết. Đúng không? Và Chúa giải thích rằng đó là công việc của kẻ thù. Nếu chúng ta có lời của Chúa, chúng ta sẽ không lẫn lộn, bởi vì có rất nhiều người đổ lỗi cho Chúa điều mà ma quỷ làm. Và nhiều khi chúng ta sai trật, làm buồn lòng Đức Chúa Trời. Các môn đồ hỏi: Thầy ơi, nếu mà lúa mì và cỏ lùng lẫn lộn như vậy, có nên để cho chúng con nhổ cỏ lùng đi không? Chúa nói không. E các ngươi sẽ nhổ lẫn lúa mì. Cảm ơn Chúa vì sự nhân từ kiên nhẫn của Ngài với chúng ta. Nếu Chúa đồng ý nhổ cỏ lùng, chắc là tôi không còn đứng đây đâu. Bởi vì có những giai đoạn cỏ lùng mọc ra rất đầy ở trong đời sống của tôi. Và chúng ta cũng vậy, có những giai đoạn chúng ta thấy những điều xấu lấn lướt đời sống của mình. Và cảm ơn Chúa, Chúa kiên nhẫn. Từ xưa đến nay, Chúa nhân từ, Chúa kiên nhẫn, Chúa nhịn nhục chịu đựng chúng ta. Và Ngài không cho phép nhổ cỏ lùng. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa khẳng định Ngài có kế hoạch của Ngài. Ngài không có bỏ như là vượt tầm kiểm soát đâu. Bởi vì Chúa nói rằng một ngày kia, ngày tận thế, Ngài sẽ sai thiên sứ của Ngài đến, phân ra giữa chiên và dê, giữa cỏ lùng và lúa mì. Chúa phân ra hết. Lúa mì thì bỏ vào kho. Kho đó Chúa trân trọng, Chúa quý lắm, Chúa giữ nó. Còn cỏ lùng thì đốt. Những điều mà chúng ta làm ngày hôm nay, những điều tốt, những điều nhỏ bé thực hiện cho Chúa, Chúa trân trọng vô cùng. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa đựng nước mắt của chúng ta trong ve của Ngài. Từng gánh nặng, từng than thở, từng trăn trở của chúng ta, Chúa hiểu hết. Và Chúa trân trọng nó, Chúa đang đựng trong kho của Ngài. Những điều chúng ta làm vì xác thịt, những điều chúng ta làm vì những ý tưởng không tốt, nó thuộc loại cỏ lùng. Có thể bây giờ thì chưa thấy gì đâu, nhưng đến một ngày kia thì là thiên sứ của Chúa sẽ gom lại và đốt trong lửa chẳng hề tắt. Nhiều tuần trước chúng ta đã học cái khía cạnh này ở trong bài học vô cùng tuyệt vời. Thật ra là tôi không có muốn giảng lại một phân đoạn Kinh Thánh đâu, nhưng mà quý lời của Chúa quý báu, và mãi cho đến bây giờ khi đọc đi đọc lại, tôi thấy có nhiều điều vô cùng quý báu và tôi muốn học với hội thánh. Chúng ta thấy ở đây các môn đồ khi nghe Chúa kể như vậy thì ngay lập tức một ý tưởng nảy sinh muốn giúp Chúa. Thầy ơi, thầy có muốn chúng con nhổ cỏ lùng đi không? Thật ra đây là ý tưởng của chúng ta, phải không? Ở trong thế giới, ở trong cuộc sống, khi thấy điều ác xuất hiện, khi thấy những gì trái khuấy, thì chúng ta nổi cơn thạnh nộ ở trong lòng và muốn xử lý, muốn giải quyết nó ngay. Đó là cách của con người. Lời của Chúa nói rằng, Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta sẽ khám phá ra rằng có những nguyên tắc trong lời của Chúa khác hoàn toàn với những điều mình suy nghĩ lâu nay. Những điều Chúa dạy dỗ, nó dường như đi ngược lại với hệ thống suy nghĩ của con người. Tôi đã từng làm việc với một người lãnh đạo rất là giỏi. Ông am hiểu những cái sách tàu, những cái sách về lãnh đạo, ông am hiểu những cái kế sách
của những nhà lãnh đạo ngày xưa. Ông thường đọc Tam Quốc Chí và ông kể vanh vách từng cách sức người ta đối xử như thế nào. Và khi tôi nghe như vậy, tôi tự nhủ trong lòng: Chúa ơi, mình quá ngây thơ, chắc là mình sẽ không làm người lãnh đạo được đâu. Bởi vì làm sao mà có được những cái mưu kế, những cái điều như vậy được. Và tôi dường như không chưa bao giờ đọc Tam Quốc Chí, không hiểu gì cả. Nhưng mà cảm ơn Chúa, đến lúc Chúa đưa tôi vào trong cái vai trò lãnh đạo, thì tôi hiểu rằng, ồ, lãnh đạo theo cách của Chúa khác. Lãnh đạo của người đời đó là không bao giờ tỏ ra mình yếu đuối, bởi vì nếu mà tỏ ra mình yếu đuối thì nói ai nghe nữa, phải không? Cho nên nhiều khi người Việt của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cách đó. Người cha không bao giờ tỏ ra với con cái của mình rằng mình là người yếu đuối, bởi vì sợ nói nó không nghe. Đó là cách của đời. Nhưng mà cách của Chúa Giê-xu khác. Lãnh đạo là phục vụ. Lãnh đạo là bằng chính con người thật của mình. Và đó là khuôn mẫu của Chúa Giê-xu. Vì vậy mà đến với Chúa, chúng ta cần phải học lời của Ngài. Chúng ta cần phải đến với hội thánh, bởi vì ở đó là một môi trường để người đi trước giúp đỡ người đi sau. Và chúng ta cùng thay đổi suy nghĩ của mình cho nó phù hợp với điều mà Chúa muốn. Trở lại với câu chuyện này, chúng ta nhìn thấy và mình muốn xử lý ngay, muốn giải quyết ngay. Nhưng mà Chúa nói không. Chúa nói rất rõ ràng: các đầy tớ thưa rằng, vậy chủ có muốn chúng tôi nhổ cỏ đó không? Chủ đáp: không. Câu trả lời rất dứt khoát, rõ ràng. Chúng ta sẽ khám phá ra nguyên tắc trong lời của Chúa, đó là ánh sáng đẩy lùi bóng tối. Chúng ta thử tưởng tượng là căn phòng này đang chìm ngập trong bóng tối. Mình ngồi ở đây không thể chịu được. Và chúng ta bàn với nhau làm sao để xua đuổi bóng tối đi. Có người thì nguyền rủa bóng tối, có người thì nghĩ ra nhiều cách khác nhau. Và Chúa nói: con ơi, mất thì giờ quá. Con chỉ việc mời ánh sáng vào. Có thể là bằng một ngọn đèn, nhiều bóng đèn điện càng tốt. Hay là mở cửa ra để ánh mặt trời tràn vào. Con không cần phải xua đuổi bóng tối đâu, bởi vì ngồi nguyền rủa bóng tối cả đời cũng không ích lợi gì cả. Nhưng mà nguyên tắc của Chúa đó là ánh sáng ở đâu thì bóng tối sẽ bị đẩy lùi ở đó. Vậy đó, con người cũng đang nghĩ rằng, ồ, tôi có nhiều điều xấu xa quá. Sao mà tham sân si, nhiều ý tưởng sai trật quá. Chắc tôi lên chùa tôi tu quá. Lên chùa tu có hết không? Khi mình vẫn còn sống, khi mắt vẫn còn nhìn thấy, khi vẫn còn thở, thì tội lỗi là bản chất của con người từ khi Adam và Eva. Cho nên không bao giờ tẩy rửa được đâu. Tôi biết trong khi đi làm chứng, đem nhiều người đến với Chúa đó, thì nhiều người nói: mục sư ơi, tôi xấu xa quá. Tôi biết mình không xứng đáng. Thôi để tôi sẽ cố gắng một thời gian cho nó đỡ đỡ cái đã. Tôi sẽ về, tôi tự tu sửa cho nó đỡ cái đã. Rồi tôi sẽ đến với Chúa sau, chứ còn bây giờ đến với Chúa là mắc cỡ lắm. Đó có phải là suy nghĩ của con người và suy nghĩ của chúng ta ngày xưa không? Đúng như vậy. Ngay bây giờ cũng vậy. Khi chúng ta phạm tội thì chúng ta cũng nghĩ rằng: Chúa ơi, thôi con đến với Chúa nữa con hổ thẹn lắm, con mắc cỡ lắm. Bây giờ mà con kêu cầu với Chúa đó, ma quỷ nó nhạo người con, thôi để con ráng vài tuần thử xem có còn phạm tội nữa hay không, rồi con đến với Chúa sau. Tất cả những cái loại ý tưởng như vậy, đó là xua đuổi bóng tối, chứ không phải là mời ánh sáng bước vào. Chúng ta hãy xem lời của Chúa nói gì. Samuel thứ nhất, đoạn 5, câu 1 đến câu 4. Chúng ta biết là trong thời Cựu Ước thì là Chúa hiện diện với dân sự qua hòm giao ước. Cho nên đền thờ được xây dựng lên và ở trong nơi chí thánh, ở đó có để hòm giao ước. Thầy tế lễ mỗi năm một lần được vào diện kiến gặp gỡ Đức Chúa Trời ở tại đó,
phải làm nhiều của lễ thanh tẩy, nhiều nghi lễ thanh tẩy mới được vào. Và hòm giao ước được kể như là biểu tượng sự hiện diện của Chúa. Điều đặc biệt đó là hòm giao ước mà ở đâu thì phước lành của Chúa cũng đi theo đó. Hòm giao ước ở đâu thì sự chiến thắng ở đó. Hòm giao ước ở đâu thì thịnh vượng cũng ở đó. Hòm giao ước bởi vì sự hiện diện của Chúa mà. Cho nên ở đây trong câu chuyện này nói rằng dân Philippines lấy hòm của Đức Chúa Trời đi từ Ebenezer tới Ashdod. Người Philippines là người ngoại bang. Họ không hiểu, cho nên họ thấy sao mà dân Israel yêu quý cái hòm đó quá đi. Hòm đó ở đâu thì họ đều đắc thắng. Hòm đó ở trong nhà nào nhà đó được thịnh vượng. Cho nên họ suy nghĩ là bây giờ mình phải cướp cái hòm đó đem về. Và họ đem về. Đoạn chúng lấy hòm của Đức Chúa Trời đi vào đền Dagon, để ở bên Dagon. Sáng ngày sau dân Ashdod dậy sớm, thấy Dagon nằm sải mặt úp xuống đất trước mặt hòm của Đức Giê-hô-va. Chúng nó bèn đem Dagon đặt lại tại chỗ nó. Ngày sau chúng nó trở vào sớm, Dagon lại còn té xuống đất trước hòm của Đức Giê-hô-va, đầu và hai tay đều rơi ra, nằm trên ngạch cửa, chỉ còn cái mình nó mà thôi. Đây là lời tường thuật sự thật của lịch sử, chứ không phải là điều mơ hồ. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đâu? Chúng ta thấy đắc thắng ở đó. Thậm chí hòm giao ước để trong đền thờ của tà thần là thần Dagon. Không cần phải đem Dagon đi, bởi vì để ở đó sẽ bị xung đột. Không cần phải dọn sạch sẽ cái chỗ đó rồi mới đem hòm của Chúa vào. Hòm của Chúa vào để ở trong đó. Đây là một điều tình cờ xảy ra. Sáng ngày hôm sau người ta nhìn thấy thần Dagon bị ngã sấp mặt xuống đất. Họ tưởng là ai đó vô ý, họ dựng lên lại. Nhưng mà ngày hôm sau bị té xuống, đầu và tay đều rơi ra. Rõ ràng, nguyên tắc của Chúa, sự hiện diện của Chúa ở đâu? Ngài là ánh sáng. Ngài là ánh sáng. Ngài là tốt lành. Nhiều khi chúng ta ngày hôm nay, hội thánh của Chúa và cá nhân của tôi cũng vậy. Sở dĩ tôi rất là thích cái đoạn phân đoạn kinh thánh này, cứ đọc đi đọc lại và tôi muốn đem đến với hội thánh. Bởi vì nhiều khi trong cuộc đời của mình bị lừa dối. Có những giai đoạn có lùng mọc lên, có những giai đoạn yếu đuối được bộc lộ lên. Và chúng ta cứ trăn trở mãi về yếu đuối của mình. Chúng ta cứ trăn trở mãi làm sao để nhổ cỏ lùng đi cho xứng đáng là đầy tớ của Chúa. Chúa ơi, con là con cái của Ngài, sao mà cuộc đời của con cứ vấp đi vấp lại mãi như thế này. Sáng hôm nay Chúa muốn gọi tên từng người trong chúng ta để nói rằng, con ơi, con đã bị lừa dối rồi. Lời Chúa đem đến sự sống. Hãy mời Chúa bước vào. Hãy để cho ánh sáng của Chúa tràn ngập trong tấm lòng của con. Hãy để cho lời của Chúa chiếm hữu tâm trí của con. Thì những yếu đuối sẽ bị đẩy lùi. Sẽ không còn nữa. Những lo lắng, bất an, bối rối, những mưu toan của xác thịt sẽ được cất đi. Chúng ta đã từng kinh nghiệm rồi. Kinh Thánh cũng nói về một khía cạnh, nói về điều này ở trong khía cạnh khác. Đó là hãy ngợi khen Chúa, hãy thờ phượng Chúa luôn luôn, phải không? Tại vì ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa là công việc của ánh sáng. Còn phàn nàn, oán trách, càm ràm là công việc của cỏ lùng. Có ai mà phàn nàn mãi thì nan đề được giải quyết không? Không. Thậm chí mình còn lụng bại luôn. Gia đình không thể sống nổi với mình nữa. Một bà vợ mà cứ càm ràm mãi, cứ than thở mãi, không ai muốn gặp cả. Đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta biết thay đổi, Chúa ơi, Ngài thật tốt lành. Con tôn cao Ngài, con cảm tạ Ngài
Vì có hàng vạn lý do để con có thể cảm tạ Ngài ở giữa cuộc sống đầy dẫy những khó khăn, những khắc nghiệt, những thử thách này, con cảm tạ Ngài. Một lần nữa chúng ta thấy ở một khía cạnh khác phải không? Ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối, rồi định là bóng tối đi bớt bớt, mình sẽ mời ánh sáng vô. Không bao giờ thành. Lời Chúa nói rất rõ, mời ánh sáng vào đi. Và trong phương diện đời sống cũng vậy, nếu chúng ta cứ phàn nàn để người ta biết là mình không có vừa ý người ta thay đổi, không work đâu. Lời của Chúa nói rằng hãy mời Chúa, sự hiện diện của Ngài bước vào, sự ngợi khen thờ phượng, sự cảm tạ bước vào, Ngài sẽ hành động thay cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúa tạo nên con người của chúng ta có thân thể, có linh hồn, có tâm linh. Và người ta nói rằng đời sống hay là con người đó không bao giờ ở trong cái tình trạng trống rỗng được đâu. Hoặc là được lấp đầy bởi cái này, hoặc là bị cái khác lấp đầy thôi, phải không? Có ai thành thật với tôi là nhiều khi mình thấy mình cũng chán mình, sao mà lướt Facebook á, rồi không dừng lại được. Có những giây phút như vậy đúng không? Không dừng lại được. Và nghĩ thôi ngưng nha, để điện thoại lên, lát sau cầm điện thoại lên mở ra nữa. Và sự thật, nếu chúng ta không lấp đầy bằng sự ngợi khen, bằng sự hiện diện của Chúa, bằng học hỏi lời của Ngài, bằng đầy dẫy tâm trí của mình, bằng những ý tưởng tốt đẹp, thì thứ khác sẽ tràn vào. Đó là nguyên tắc mà Chúa Giê-xu nói mà. Khi tà ma ra khỏi một người thì tìm cái nơi khô khan, nhưng mà sau đó nó quay lại và nó thấy là cái căn nhà mà trước đó nó ở đó đã được dọn dẹp kỹ càng rồi, thì nó sẽ trở lại rủ thêm 7 quỷ nữa để chiếm hữu ở đó. Ông bà anh chị em ơi, cảm ơn Chúa. Nguyên tắc của Chúa tuyệt vời quá. Lời của Ngài tuyệt vời quá. Chúa muốn chúng ta ở trong tình trạng đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Bởi vì bông trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, hiền lành, nhịn nhục, trung tín, mềm mại, tiết độ. Nếu mà Thánh Linh không đầy dẫy thì xác thịt sẽ đầy dẫy. Và trái của xác thịt đó là ghen ghét, thù hận, buồn giận, cãi lẫy, say sưa, mê ăn uống cùng những việc khác giống như vậy. Cảm ơn Chúa, Ngài cứu chúng ta bằng huyết của Chúa Giê-xu. Và nếu dừng ở đó thì mình chẳng khác nào những người nghiện. Bây giờ không còn nghiện ma túy nữa, nhưng mà không biết bước đường của những ngày tới là gì, thì chúng ta sẽ sớm muộn rơi vào thôi. Và cố mục sư Billy Graham, ông nói rằng món quà quý nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta đó là Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự để đền tội cho chúng ta. Nhưng một món quà quý nữa đó là Ngài ban Đức Thánh Linh đến cư trú trong cuộc đời của chúng ta để hướng dẫn chúng ta trong những năm tháng tiếp tục trên đất này. Vì vậy, Thánh Phaolô kêu nài, hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta không để Thánh Linh của Chúa đầy dẫy, nếu chúng ta không để ánh sáng tràn ngập, nếu chúng ta không lấp đầy tâm trí của mình bằng lời của Chúa, nếu chúng ta không để lòng của mình hướng về những điều cảm tạ, ngợi khen, thì không bao giờ cỏ lùng có thể đi khỏi được. Đừng có nhổ cỏ lùng, đừng cố gắng, bởi vì Chúa Giê-xu đã biết và Ngài nói rồi. Chúng ta biết Chúa Giê-xu Ngài nói điều đó. Ngài nói rằng các ngươi là muối của đất. Ngài đặt chúng ta ở đây. Chúa biết là ở trong thế giới này hư hoại, Ngài cần có muối, và chúng ta là muối của đất. Chúng ta được Chúa Giê-xu dạy trong bài cầu nguyện mà mỗi lần nhóm lại, mình thường lặp đi lặp lại đó. Vậy
các ngươi hãy cầu như vậy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến. Cảm ơn Chúa. Nơi nào có hạt giống của Chúa, có ánh sáng của Chúa hiện diện, bóng tối sẽ bị đẩy lùi. Nơi nào lúa mì phát triển, cỏ lùng sẽ bị thu hẹp lại. Nơi nào Cơ Đốc nhân là con cái của Chúa, là đại diện của Chúa hiện diện, thì vương quốc của Chúa đến đó. Và nơi nào vương quốc của Chúa tràn đến, vương quốc của ma quỷ phải bị thu hẹp lại. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn khích lệ quý vị một điều rất cụ thể để chúng ta có thể bắt đầu ngay sau khi chúng ta học bài học này. Chúng ta hãy nhìn xem trong các môn đồ của Chúa Giê-xu, trong 12 môn đồ, trừ Judas Iscariot, thì có một người tên là Andre. Nói đến Phi-rơ, chúng ta nhớ ngay, bởi vì ông làm những cái việc vĩ đại, phải không? Ông đã, trong ngày lễ ngũ tuần, ông giảng một bài giảng, 3.000 người tin nhận Chúa. Nói đến Gia-cơ, chúng ta nhớ đây hình ảnh của một sứ đồ là người lãnh đạo trong nhóm các sứ đồ. Nói đến Văn, chúng ta nhớ đến hình ảnh kề cận bên Chúa. Nhưng mà nói đến Andre, rất ít điều nhắc đến ông. Kinh Thánh nói rằng trong cả Tân Ước chỉ có 9 lần đề cập đến Andre, và không nói nhiều, nói rất ngắn. Nhưng mà chúng ta hãy thấy, thứ nhất, Andre đem anh mình là Phi-rơ đến với Chúa Giê-xu. Tôi sẽ đọc Giăng đoạn 1 câu 40 cho chúng ta nghe. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andre, em của Simon. Trước hết người gặp anh mình là Simon thì nói rằng: chúng ta đã gặp Đấng Mê-si, nghĩa là Đấng Christ. Andre là người đem anh của mình là Simon Phi-rơ đến với Chúa Giê-xu. Và Phi-rơ trở thành một sứ đồ trưởng, trở thành một người hiệu quả. Một bài giảng trong ngày lễ ngũ tuần đã đem 3.000 người trở về với Chúa. Nếu không suy nghĩ về Andre, chúng ta chỉ thích làm Phi-rơ thôi, phải không? Bởi vì vinh dự quá, đứng lên nói thuyết phục 3.000 người. Andre chính là người đã đem Phi-rơ đến với Chúa Giê-xu. Kinh Thánh nói một dòng rất ngắn về Andre. Giăng đoạn 12 câu 20, tôi sẽ đọc cho chúng ta nghe cái phần Kinh Thánh này. Giăng đoạn 12 câu 20. Vả trong đám đã lên đặng thờ lại trong kỳ lễ, có mấy người Hy Lạp đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilee mà xin rằng: thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giê-xu. Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Đức Chúa Giê-xu. Những người Hy Lạp là những người không phải Do Thái, được kể là ngoại bang. Họ lên Jerusalem, họ dự lễ và họ muốn gặp Chúa Giê-xu. Cho nên họ đến với Philip, và Philip biết Andre là người rất thân cận với Chúa Giê-xu. Cho nên Philip nói: Andre, mấy người này muốn gặp Chúa Giê-xu nè. Thế là Andre đem những người Hy Lạp đến với Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Andre có lẽ ít người biết đến, là người ít được nhắc đến. Ông làm việc tưởng chừng như là rất là nhỏ, phải không? Việc ông làm là đem một vài người, nhưng mà Kinh Thánh trân trọng cái tấm gương này, cái thái độ này. Chúng ta hãy xem một trường hợp nữa ở Giăng đoạn 6 câu thứ 8. Ở Giăng đoạn 6 câu thứ 8 đó, thì chúng ta nhớ câu chuyện đó là Chúa Giê-xu đi rao giảng và đoàn dân đi theo Ngài. Trời đã chiều rồi, mọi người đều đói, và Chúa nói rằng các ngươi phải cho họ ăn. Chúa nói như vậy. Và sau đó thì chúng ta sẽ đọc thấy chi tiết là đoạn 6 câu 7 câu 8 như thế này:
Philip thưa rằng 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. Một môn đồ là Andre, em của Simon Phêrô thưa rằng: đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người dường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Một lần nữa, trước một đám đông 5.000 người, không kể đàn bà và con nít, nhưng mà Chúa đã nuôi họ ăn dư dật. Cả một cái đoàn dân đang đói như vậy đó, vậy mà có đủ bánh đủ cá cho họ ăn và còn thừa nữa. Nhưng mà nếu không có Andre thì sẽ không có cái sự kiện đó diễn ra đâu, phải không? Ý muốn của Chúa đó là các môn đồ phải lo cho họ ăn. Sau đó Andre nghe được cái lòng đó của Chúa, nghe được ao ước đó của lòng Chúa Giêsu, và ông thấy một đứa bé trai. Đứa bé trai có một phần ăn nhỏ mẹ đem theo cho nó trong khi đi với đám đông. Thưa, nếu chúng ta ngày hôm nay trước một cái nhu cầu đông đảo như vậy thì chúng ta sẽ không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt đâu. Tâm trí tự nhiên mình sẽ nghĩ rằng: trời, phần này một đứa bé ăn còn không suy xuyển gì, làm sao cả đám đông được. Nhưng mà rõ ràng là Andre tỏ mình là người có đức tin. Andre biết rằng trong tay của Chúa, lớn hay nhỏ không quan trọng. Và ông đã dạn dĩ đem đến với Chúa Giêsu: thầy ơi, có một cậu bé này có một phần ăn nhỏ đây. Và Chúa Giêsu đã từ đó làm phép lạ 5.000 người. Ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta làm gì? Chúa muốn mỗi một người là... Nhiều khi chúng ta nghĩ: Chúa ơi, con không có ơn để rao giảng như là Phêrô, con không có tài hùng biện như là Phaolô, con không có những ân tứ gì lớn lao. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy Andre là một người rất bình thường. Ông làm những việc tưởng chừng như quá nhỏ, không ai để ý, nhưng mà Kinh Thánh lại trân trọng. Lời của Chúa đem đến với chúng ta ngày hôm nay để một lần nữa nhắn nhủ với chúng ta rằng: đừng mất công tìm kiếm nhổ cỏ lùng nữa. Hãy nhờ ơn của Chúa theo cách của Ngài, làm cho nước Ngài được đến. Nếu con không có tài năng, nếu con không có những ân tứ đặc biệt, con vẫn có thể là Andre. Đem một người đến với Chúa. Đem một điều gì đó rất nhỏ đặt vào trong tay của Chúa để Chúa hành động. Và khi Chúa hành động thì nước của Ngài được lan rộng. Lúc đó vương quốc của ma quỷ, ý định của kẻ thù gieo cỏ lùng sẽ bị thu hẹp lại. Andre, chúng ta có thể phải dành cả một bài để học về Andre. Tôi thú thật là tôi là người thích đám đông. Cho nên quý vị biết đó, mười mấy năm trước thì tôi thường hay tổ chức những cái buổi truyền giảng ở tại Tao Đàn, 13.000 người. Ở tại Gò Vấp, 16.000 người. Có một lần 40.000 người. Và tôi rất là thích đám đông. Lúc đó tôi còn trẻ. Nhưng mà bây giờ càng ngày càng sống thì Chúa chỉ cho tôi là một người trước mặt Chúa cũng quan trọng không kém 1.000 người đâu. Đó là lý do mà trong mùa dịch vừa rồi, thú thật, có những lời kêu cứu: mục sư ơi, con của con mới sanh ra được có 2 tuần tuổi thôi. Bây giờ mẹ thì bị COVID, đang nằm ở trong bệnh viện dã chiến. Con là bố, đang ở trong khu cách ly. Mục sư có thể cho con sữa cho nó được không? Không quen biết gì cả. Chỉ là nhận tin nhắn, tôi gọi điện thì được nói như vậy. Đó, bây giờ nó ở với ai? Và nó ở với gì? Ngay lúc đó tự nhiên trong lòng của tôi nghĩ rằng: ôi, nếu 1 vài triệu đồng đem lại ý nghĩa cho một cuộc đời, dù là một đứa bé 2 tuần tuổi thôi, cũng xứng đáng chứ.
Đó là cách của Chúa Giê-xu mà. Và tôi nói, con chụp cho mục sư cái loại sữa mà nó đang uống là sữa gì? Và đó là sữa alpha gì đó. Và tôi hỏi mấy em ở trong đội thiện nguyện, nói cái này mắc lắm á mục sư. Nói làm sao tìm được? Nhưng mà để con đi tìm cho, tại vì không phải là ở đâu mua cũng được. Trong những ngày cách ly như vậy, đâu phải là mua được đâu. Và cảm ơn Chúa, sau đó thì nói là, sau đó nói 750 một hộp, một thùng. Tôi nói mua cho nó 2 thùng đi. Tại vì không có dịp để gặp lại một người như vậy đâu. Và thật ra là 2-3 trường hợp như vậy. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi hiểu được Andre có cái tấm lòng như vậy. Và tôi muốn chia sẻ điều đó không phải để khoe khoang, nhưng mà để nói với ông bạn chị em rằng, nhiều khi chúng ta gặp một người, chúng ta thấy bề ngoài của người đó rất tầm thường. Chúng ta thấy người đó mình dễ dàng coi thường. Nhưng mà hãy nhớ rằng, trong con người đó là hình ảnh của Đức Chúa Trời tối cao. Ngài yêu họ. Và chúng ta là ai mà chúng ta dám coi thường họ? Và tôi tin rằng sở dĩ Andre có thể đem đến với Chúa Giê-xu dù chỉ một người, vì đâu đó trong lòng của ông ý thức được điều đó. Ông bạn chị em ơi, đừng giống như tôi hồi trẻ. Dĩ nhiên có những giai đoạn, nhưng mà tôi biết một người cũng rất quý trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị quen thuộc với cái phiếu này phải không? Lát nữa đi xuống dưới, mỗi người hãy nhận cho mình một phiếu. Đây là cơ hội để chúng ta thực hành những gì mà lời của Chúa nhắn nhủ hôm nay đây. Đây là cái phiếu thân hữu. Chúng ta nhận và ghi tên của 10 người vào một mặt. Sau đó phía bên này chúng ta cũng ghi lại tên của họ. Lý do là tại sao? Đây là một cái phiếu mẫu mà ban chăm sóc đã nhận được từ nơi một người. Chúng ta thấy không? Người thứ nhất Nguyễn Đại Liêm, người thứ hai Phan Văn Phước, người thứ ba chị Ba Phượng, người thứ tư em Bình. Sau khi chúng ta ghi rồi đó, thì là xé một nửa. Như vậy thì ban cầu nguyện của hội thánh sẽ có tên của 10 người mà quý vị ghi. Quý vị cũng có tên của 10 người mà Chúa nhắc mình, mà mình cưu mang. Sau khi chúng ta nhận lấy rồi, bây giờ mình cũng cầu nguyện, Chúa ơi, xin Chúa cho con làm một Andre. Xin Chúa cho con có thể đem Chúa đến, góp phần làm cho ánh sáng đẩy lùi bóng tối, nước Cha được đến. Xin cho con được dự phần. Và chúng ta cầu nguyện xin Chúa chỉ cho mình ai là thân hữu, mình ghi tên của họ xuống. Chúng ta không thể coi thường được. Tên của người này được viết xuống. Họ được nhắc đến trong sự cầu nguyện. Hội thánh cũng sẽ có trách nhiệm cầu nguyện cho họ nữa. Điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta chưa hiểu hết sự cầu nguyện, phải không? Quý vị biết là ở tại những vùng Trung Đông, ở những nước khép kín của Hồi giáo đó, tin Chúa là sẽ bị chém đầu, loại ra khỏi cộng đồng, bị tử hình. Nhiều người đã làm chứng. Họ xem phim cuộc đời Chúa Giê-xu. Họ nói, ô Chúa Giê-xu đây này, tôi đã nhìn thấy Ngài qua giấc chiêm bao nhiều lần rồi. Và họ quỳ gối, họ tin nhận Chúa Giê-xu. Ở trong Kinh Thánh ghi lại nhiều trường hợp lắm. Nhiều người trong giấc chiêm bao Chúa hiện ra với họ. Nhiều người bằng những cách nào đó Chúa hiện ra với họ. Chắc chắn có ai đã cầu nguyện cho họ đó. Và nếu chúng ta viết tên của họ xuống một cách nghiêm túc đầy đủ, mình cầu nguyện cho họ. Và thật ra tôi tin rằng ngay khi chúng ta nhớ đến tên họ, tên của họ để viết xuống thôi, là Chúa đã bắt đầu hành động rồi. Hội thánh cầu nguyện, cứ một lần cầu nguyện, 2 lần cầu nguyện, 3 lần cầu nguyện, 4 lần cầu nguyện, tôi tin rằng những người này ma quỷ không thể cầm giữ họ được đâu. Chúa sẽ hành động theo cách của Ngài.
Chúa có thể hiện ra trong giấc chiêm bao. Chúa có thể làm cho họ giống như vợ của Phi-lát nói rằng, vì có người mà tôi phải chịu đau đớn nhiều trong chiêm bao. Chúa có thể làm, Chúa có thể làm nhiều cách, và người đó sẽ đến với Chúa Giê-xu. Và chúng ta nhớ rằng, mình mất thì giờ để xua đuổi bóng tối. Trong khi đó, Chúa bày chúng ta rất rõ ràng. Hãy cầu nguyện như vậy. Nước Cha được đến. Cảm ơn Chúa vì vương quốc của Ngài đã đến trong con. Và khi con đem một người đến với Chúa, vương quốc của Ngài mở rộng thêm một chút nữa. Hai người đến với Chúa, vương quốc của Ngài sẽ mở rộng thêm, mở rộng thêm, mở rộng thêm. Và chúng ta nhớ phần cuối của cái phân đoạn Kinh Thánh đó, sẽ có ban thưởng. Sẽ có ban thưởng. Nguyện Chúa nhắn nhủ mỗi một người trong chúng ta, hãy nhận lấy cái phiếu này. Đừng có vội vàng, đem về đi. Trong tuần, quý vị có thể mở lại bài giảng này hôm nay. Quý vị có thể đọc lại câu chuyện này. Cầu nguyện cẩn thận. Chúa ơi, ai là 10 người quan trọng nhất mà Chúa muốn con đem phúc âm của Chúa đến với họ? Ai là người mà Chúa cho phép họ đi qua cuộc đời của con, dù có khi là làm cho con đau đớn, có khi là người ơn của con, nhưng mà con muốn cầu nguyện cho linh hồn của người đó. Hãy làm điều đó quý vị. Xin chúng ta hãy đứng lên trong thời giờ này. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.